trên Android và iOS càng gần đến Tết bạn càng quan tâm đến ngày âm lịch nhiều hơn thông thường nếu muốn xem ngày âm lịch bạn phải tải và cài đặt ứng dụng xem lịch âm vào điện thoại bạn có thể tìm thấy rất nhiều ứng dụng loại này trên App Store và Play Store Tuy nhiên đa số chúng đều có chứa quảng cáo nếu không muốn xem quảng cáo bạn buộc phải trả phí nâng cấp ứng dụng Tuy nhiên hiện nay bạn có thể xem và tra cứu lịch âm ngay trên ứng dụng Zalo của điện thoại cách xem ngày âm lịch trên Zalo rất đơn giản vào mùng 7 giờ sáng mỗi ngày zalo sẽ gửi cho bạn thông báo thời tiết chứa các thông tin như nhiệt độ độ ẩm dự báo khả năng mưa đánh giá chất lượng không khí tia uv kèm theo đó là ngày dương lịch và ngày âm lịch bạn có thể xem thông báo này từ trung tâm thông báo của android hoặc ios hoặc bên trong ứng dụng zalo nếu muốn xem thông tin chi tiết hơn bạn chỉ cần mở thông báo từ trung tâm thông báo hoặc tin nhắn bên trong ứng dụng zalo sau đó chọn thẻ lịch ẩm ở màn hình kế tiếp bạn sẽ thấy ngày âm lịch hiện tại cùng với các thông tin về bát tự tiết khí giờ hoàng đạo ở phía dưới bên trái ngày dương lịch, mặc dù tính năng xem ngày âm lịch của Zalo hoạt động khá tốt, nhưng nó vẫn còn rất cơ bản. Hy vọng nhà phát triển sẽ bổ sung thêm nhiều tùy chọn trong các bản cập nhật tiếp theo.